Xin chào các bạn. Tin tức Facebook 2020 Today xin chuyển tới các bạn bài viết Công ty Trung Quốc âm thầm gom 90 tấn vật tư y tế khiến nước Úc lao đao của tác giả Thái Thanh. Trong cuộc chiến chống COVID-19 không ai ác bằng Trung Quốc. Trong một bệnh viện lớn ở Sydney, các bác sĩ trẻ được thông báo chỉ có 30 khẩu trang N95 cho tất cả các phòng điều trị. Nhân viên chăm sóc sức khỏe cho biết điều này buộc mọi người tìm nguồn khẩu trang từ chợ đen, chất lượng không rõ ràng. Úc phải lao đao như vậy vì một công ty của Trung Quốc đặt trên đất nước này đã thu vét hết 90 tấn vật tư y tế và mang về cho Trung Quốc. Hành vi này đang bị lên án, chỉ trích dữ dội. Tại thời điểm dịch COVID-19 đang tàn phá đất nước Úc, các cơ sở thiết bị dành chữa bệnh cho người dân nước này bắt đầu khan hiếm thì một công ty của Trung Quốc có trụ sở tại Úc đã lùng sục thu gom, chuyển 90 tấn vật tư y tế về cho thành phố Vũ Hán. Hành động này của người Trung Quốc đã khiến cho Úc phải lao đao. Video độc quyền news.com.au quay tại sân bay Perth ở bang Tây Úc cho thấy một lượng lớn khẩu trang phẫu thuật được vận chuyển đến Trung Quốc. Các hộp khẩu trang phẫu thuật xếp chồng lên nhau tại sân bay Perth ngày 8 tháng 2. Đồng thời, đoạn video tiết lộ việc xuất khẩu 90 tấn hàng, bao gồm số khẩu trang nói trên, được thực hiện bởi một công ty bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc có trụ sở Úc là Greenland Australia. Công ty này cũng vận chuyển số lượng lớn nước khử trùng và găng tay. Các nhân viên của Greenland Australia, một công ty con của tập đoàn bất động sản toàn cầu do Trung Quốc hỗ trợ, đã được hướng dẫn để giữ công việc bình thường của họ và cung cấp số lượng lớn các mặt hàng y tế thiết yếu để chuyển về Trung Quốc. Tập đoàn phát triển bất động sản Trung Quốc Greenland lùng sục khắp nước Úc để mua các vật tư y tế với số lượng lớn, bao gồm khẩu trang, găng tay và nhiệt kế để chuyển về Trung Quốc. Một người tố giác từ công ty đã nói với The Sydney Morning Herald rằng đó là một nỗ lực của tập đoàn Greenland trên toàn thế giới và văn phòng Sydney cũng không ngoại lệ. Cung cấp hàng loạt khẩu trang phẫu thuật, nhiệt kế, khăn lau khoáng khuẩn, thuốc khử trùng tay, găng tay và thuốc Panadol để vận chuyển về nước. Một người trong công ty tiết lộ, về cơ bản, tất cả nhân viên, phần lớn trong số họ là người Trung Quốc, được yêu cầu cung cấp bất kỳ nguồn cung cấp y tế nào họ có thể. Theo The Sydney Morning Herald, tập đoàn Greenland có 3 triệu mặt nạ bảo hộ, 700.000 bộ quần áo hazmat và 500.000 đôi găng tay bảo vệ từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Úc. Tương tự, công ty Richland Australia cũng làm hành động như thế. Công ty này đăng tải trên trang LinkedIn của mình máy bay vận chuyển với sức chứa 90 tấn vật tư y tế, bao gồm 100.000 bộ đồ bảo hộ và 900.000 đôi găng tay y tế, đã khởi hành thành công từ Sydney và đến Vũ Hán vào ngày 24 tháng 2. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Australia đang hết sức căng thẳng khi số ca nhiễm mới ngày càng tăng nhanh. Richland trước đây được biết đến ở Úc với cái tên Country Garden, là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Country Garden Holding, một trong những công ty phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc. Cổ đông lớn là Dương Huệ Nghiên, 38 tuổi, là nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Diễn biến này khiến nhiều chuyên gia y tế Úc lo lắng về việc thiếu khẩu trang dự trữ, bày tỏ lo ngại về sự thiếu hụt. Giáo sư Raina McTwine, chuyên gia an toàn sinh học toàn cầu tại Viện Kirby ở Sydney cho biết, chúng tôi không có sẵn khẩu trang. Một nhân viên chăm sóc sức khỏe nói rằng, các bác sĩ và y tá ở tuyến đầu cảm thấy không được bảo vệ đầy đủ và dễ bị tổn thương. Sự kiện này càng cho thế giới có ánh nhìn không thể thiện cảm với người Trung Quốc. Họ quá ích kỷ, chỉ biết thu gom cho riêng mình. Trong khi đó, dịch COVID hiện nay khiến cho cả thế giới đang lao lực, tước đi tính mạng của biết bao người xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trên đây là bài viết Công ty Trung Quốc âm thầm gom 90 tấn vật tư khiến nước Úc lao đao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tới.